Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2020. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về vai trò ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được đẩy mạnh thu hút các cơ quan, doanh nghiệp và người dân tham gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội bị ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, hầu như các chỉ tiêu về đối tượng tham gia đều giảm so với năm 2019. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội thành phố, tổ chức tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, người sử dụng lao động về ý nghĩa, vai trò và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra đột xuất, tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch hồ sơ điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.